Cái năm mẹo anh nói kiểu giọt không ai có thể ghét bạn được. Phụ nữ nên lưu lại làm cuốn điếm trong giao tiếp bạn nhé. Khi muốn nhờ sự giúp đỡ của một người khác, cuối câu bạn nên có thêm chữ được không. Ví dụ như anh có thể lấy giùm em đi nước được không? Như vậy họ sẽ cảm thấy bạn rất chân thành và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ nói câu thấy chưa, đã nói rồi mà không nghe. Khi một việc gì đó không may xảy ra, điều mà đối phương muốn nghe nhất chính là sự an ủi, động viên và giải pháp khắc phục, chứ không phải là những lời mắng nhiếc, trách mắng từ bạn. Đừng chỉ chăm chăm nói về câu chuyện của mình. Bạn thích kể về mình, nhưng người khác cũng như vậy. Nên hãy tiết chế và đặt câu hỏi gợi mở để tất cả mọi người đều được chia sẻ bạn nhé. Không tỏ ra mình là người hiểu biết, núi này cao luôn có núi khác cao hơn. Đặc biệt trong thời đại, mọi thứ đều có thể Google được. Người giao thiệp tinh tế là người nhịn trong giao tiếp, không ba hoa chém gió, luôn nhường nhịn để người khác cũng được tỏa sáng trong cuộc trò chuyện. Luôn sẵn sàng dành lời khen ngợi hay động viên tích cực cho những người mà bạn gặp. Ai cũng muốn được người khác để ý tới những ưu điểm của mình. Bạn có thể sử dụng những lời khen nhỏ nhưng chân thành để tăng thêm niềm vui cho buổi trò chuyện bạn nhé. Ghi nhận trước, góp ý sau cũng là một mẹo khi bạn cần phải thẳng thắn tranh luận về một vấn đề nào đó. Giao tiếp không khó, chỉ cần để ý một chút là được. Bạn thử xem nhé.